Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 28 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Các địa phương đơn vị phát động ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Em Lê Vũ Anh Thư dạy tiếng Anh online từ khu cách ly trường quân sự tỉnh. Thực hiện chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiều địa phương hoãn tổ chức đám cưới để phòng chống dịch COVID-19. Giá một số nông sản xuống thấp, người nông dân bị ảnh hưởng và bài toán đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp. Nhiều địa phương ở huyện Tiên Lữ hoàn thành tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Báo động tình trạng an ninh trật tự ở xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi chỉ trong 5 ngày mất trộm 3 xe máy. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các địa phương và doanh nghiệp đã tích cực ủng hộ tiền và hiện vật. Đến ngày 28 tháng 3, huyện Kim Động tiếp nhận ủng hộ phòng chống COVID-19 về tiền và khẩu trang y tế trị giá hơn 200 triệu đồng, tiêu biểu như khối cơ quan huyện ủy, hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể như Công an huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện. Riêng hai công ty cổ phần may Minh Khang và công ty cổ phần may Kim Động ủng hộ 7.000 khẩu trang kháng khuẩn với tổng trị giá 45 triệu đồng. Mỗi cán bộ công chức viên chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và người lao động ở Phù Cừ ủng hộ tối thiểu một ngày lương, các công ty doanh nghiệp thấp nhất 500.000 đồng. Đến ngày 28 tháng 3, các tập thể cá nhân đã đăng ký ủng hộ trên 200 triệu đồng. Điển hình như anh Phạm Văn Ngạn ở xã Nguyên Hòa tặng 5.400 chiếc khẩu trang cho nhân dân thôn La Tiến, xã Nguyên Hòa, với số tiền trị giá 32 triệu đồng. Các cấp hội chữ thập đỏ đã chủ động triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh và kêu gọi quyên góp hỗ trợ vật tư y tế cho người dân với mong muốn góp phần chung tay phòng chống dịch COVID-19. Trong đó tặng trên 40.000 khẩu trang, gần 700 lọ sát khuẩn và phát trên 130.000 tờ rơi cho người dân tại cộng đồng và khối các cơ quan, doanh nghiệp. Tổng trị giá trên 200 triệu đồng. Thời gian tới, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền đến đông đảo cán bộ hội viên thanh thiếu niên, tình nguyện viên chữ thập đỏ và nhân dân trong phòng chống dịch bệnh. Các cấp hội nông dân trong tỉnh đã cấp phát gần 45.000 chiếc khẩu trang kháng khuẩn, hơn 2.000 chai nước rửa tay khô và gần 3.000 bánh xà phòng kháng khuẩn cho cán bộ, hội viên nông dân với tổng giá trị trên 450 triệu đồng. Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền để người dân tuân thủ và thực hiện đúng quy định, khuyến cáo của ngành y tế và chính quyền cơ sở. Ngày 27 tháng 3, Bộ Y tế công bố bệnh nhân thứ 161, 88 tuổi quê ở thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai có kết quả dương tính với COVID-19. Trong những ngày qua, xã Tân Quang đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể của huyện và đơn vị chức năng tiến hành các giải pháp triển khai ứng phó ngăn chặn dịch COVID-19. Theo đó, xã đã rà soát đầy đủ các đối tượng tiếp xúc với bệnh nhân, xác định được hai người là con và cháu trực tiếp chăm sóc bệnh nhân. Cả hai người này được coi là tiếp xúc F1, đã được đưa lên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương để xét nghiệm. Ngoài ra, có 6 người thuộc đối tượng F2 được đưa đi cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm để theo dõi. 89 người được hướng dẫn cách ly tại nhà. Thôn Chí Trung có 266 hộ dân, 838 nhân khẩu địa phương, khoảng 700 người đang lao động trong các công ty doanh nghiệp ở trọ tại địa bàn thôn. Người dân tại địa phương không nên hoang mang lúc này bởi cụ Hàm đã đi viện từ nhiều ngày trước, từ những ngày giữa tháng 3 nên tất cả tình hình ở trong địa phương đã ổn định. Cùng với đó, xã tuyên truyền người dân hạn chế tối đa ra khỏi nhà để phòng chống dịch bệnh, thực hiện phun thuốc khử trùng nhiều lần trên địa bàn thôn Chí Trung từ ngày 24 tháng 3 đến nay. Từ Úc trở về ngày 18 tháng 3, Lê Vũ Anh Thư, sinh viên năm nhất của Đại học La Trobe, hiện đang ở khu cách ly tại trường quân sự huyện Ân Thi, đã biến 14 ngày cách ly thành 14 ngày dạy tiếng Anh online miễn phí. Chọn lối sống tích cực có ích trong thời gian cách ly là cách mà anh Thư xác định để chia sẻ với mọi người trong cuộc chiến với dịch bệnh COVID-19.
Chỉ 3 ngày sau khi bắt đầu vào khu cách ly, với suy nghĩ biến 14 ngày xa gia đình và bạn bè trở nên có ích và thú vị hơn qua mạng xã hội, anh Thư đã tình nguyện dạy tiếng Anh online cho các bạn học sinh lớp 1 đến lớp 12. Mỗi ngày 2 ca dạy, mỗi ca 2 tiếng đồng hồ, ngày nào sắp xếp được thời gian và tràn đầy năng lượng thì thậm chí là 3 ca. Chào em, cho chị hỏi là trước khi mà về Việt Nam thì em có lo lắng về cái vấn đề mà cách ly không? Trước khi em về Việt Nam thì em chỉ sợ em không về được thôi, chứ em cũng không sợ bị cách ly ạ. Em cũng nghe được tin tức là mọi người cần phải đi cách ly, em cũng thấy cái việc đấy nó cũng quan trọng ạ. Kể cả không phải đi cách ly thì em cũng thấy cực kỳ lo lắng khi mà mình về nhà ấy. Thế đến khi mà về đến khu cách ly rồi thì từ đâu mà có em có cái ý tưởng là sẽ dạy học online? Khi vào đây thì em cảm nhận được có tình cảm và sự nỗ lực của các chiến sĩ, các bác sĩ rất là nhiều. Và em cũng muốn góp phần gì đấy cho cộng đồng ấy ạ. Và cũng biến cho cái 14 ngày nó không bị quá vô nghĩa. Thì em quyết định là em dạy online ạ. Ngoài cái việc dạy online ra thì bây giờ em rất là bị giới hạn. Trong cái cuộc chiến này thì ngoài cách dạy online là thật em cũng không biết phải làm gì hơn để mà góp sức cho cái cuộc chiến này ạ. Thì em suy nghĩ như thế nào về cuộc chiến này chống cái đại dịch này tại Việt Nam? Từ nơi mà em đi du học là ở Úc với ở Việt Nam thì em thật sự thấy là các công tác phòng dịch và chống dịch của Việt Nam mình rất là tốt. Cảm ơn em và chúc em sẽ có sức khỏe, tiếp tục để dùng cái sức trẻ của mình lan tỏa, chung tay với đất nước để chống đại dịch COVID này. Cảm ơn em rất nhiều. Thực hiện chỉ thị của Ủy ban Nhân dân tỉnh chống dịch như chống giặc, nhận thức được cơ chế lây lan, mức độ nguy hiểm của dịch COVID-19 khi tụ tập đông người. Thời gian qua, nhiều gia đình trên địa bàn phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào và xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ đã lùi lịch đám cưới hoặc thu nhỏ quy mô tổ chức, qua đó góp phần tích cực trong công tác phòng chống đại dịch. Ngày 29 tháng 3, tức ngày 6 tháng 3 âm lịch, là ngày thành hôn của con trai ông Tuấn, chú tại tổ dân phố Trại, phường Dị Sử. Gia đình ông Tuấn đã gửi thiệp mời cho họ hàng, bạn bè. Song trước tình hình dịch bệnh, gia đình đã bàn bạc và thống nhất thông báo hoãn đám cưới. Nhiều người ngạc nhiên, nhưng sau khi biết được lý do thì đều đồng tình, ủng hộ. Trong tình hình hiện tại, công tác chống dịch là quan trọng. Trên địa bàn phường Dị Sử hôm nay, các hàng quán đã đóng cửa. Nhiều chủ cửa hàng cho biết mặc dù phải tạm ngừng kinh doanh, chấp nhận thiệt hại, nhưng vì cái chung nên sẵn sàng hưởng ứng. Phường và tổ dân phố và gia đình động viên kịp thời. Đang tổ chức thì tổ chức đúng vào ngày 6 tháng 3 âm lịch. Nhưng mà vì dịch COVID-19 lây lan rộng trên toàn quốc thì gia đình chúng tôi xin hoãn lại. Từ trong của tháng 3 thì hầu như là các đám giỗ cũng chỉ làm gọn nhẹ là trong gia đình. Mà đặc biệt là cái về việc hỉ. Thì theo cái chủ trương thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền đến từng hộ gia đình. Các gia đình đã chấp hành rất là tốt. Gia đình bà Phạm Thị Tính ở thôn Tam Trạch, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ đã ấn định đám cưới cho con trai vào ngày 6 tháng 3 âm lịch. Dù đã lên danh sách khách mời, đặt một phần tiền cỗ và tiền phong giạp, nhưng trước những căng thẳng của dịch COVID-19, vợ chồng bà đã bàn với gia đình nhà gái tiến hành tổ chức đón dâu với quy mô thu hẹp trong nội bộ gia đình. Tôi có cái lễ là tổ chức cho hai con vào ngày 5 và ngày 6. Thế nhưng mà vì bệnh COVID-19 này thì gia đình tôi cũng hoãn đám cưới để bảo đảm cho cộng đồng và xã hội. Trên địa bàn xã Trung Hòa vừa rồi đó, chúng tôi đã làm tốt công tác tuyên truyền. Cái thứ nhất là trong đám hiếu đám hỉ không tổ chức ni đình. Cho đến thời điểm này chúng tôi đã hoãn được như vậy là 4 đám cưới. Vẫn biết lễ cưới là sự kiện trọng đại của đời người. Tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh như hiện nay, việc giản lược quy mô, nghi thức cưới hỏi hoặc lùi thời gian tổ chức đám cưới là rất cần thiết, cần được lan tỏa nhân rộng trong cộng đồng. Tin tưởng rằng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cùng với sự chủ động tích cực của người dân, công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên sẽ đạt được hiệu quả cao nhất với mục tiêu không để dịch lây lan trên địa bàn. Dịch COVID-19 tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh doanh thương mại của nhiều doanh nghiệp, cửa hàng trên địa bàn tỉnh. Để duy trì đảm bảo việc kinh doanh của mình, nhiều đơn vị đã chủ động thay đổi phương thức để ổn định sản xuất kinh doanh. Đối với một số doanh nghiệp sản xuất vận tải viễn thông, việc duy trì đà tăng trưởng, đồng thời chung tay hỗ trợ khách hàng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 là nhiệm vụ khó khăn. Do vậy, các doanh nghiệp đã chủ động đa dạng hóa nguồn nguyên liệu, triển khai các chương trình khuyến mại hỗ trợ. Viettel chi nhánh Hưng Yên đã triển khai phần mềm
Viettel Study hỗ trợ giáo viên và học sinh học trực tuyến tại nhà. Viettel Post giảm giá đến 45% cước chuyển phát đối với một số nhóm khách hàng, tặng data với khách hàng mới và khách hàng ở các khu cách ly, tăng cường giao dịch trực tuyến. Đối với Viettel Hưng Yên thì cũng là một doanh nghiệp mà viễn thông và công nghệ thông tin hàng đầu của tỉnh Hưng Yên, thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng là mình cũng cần phải có trách nhiệm với khách hàng cũng như là nhân dân của Hưng Yên. Thì đứng trước cái mùa dịch này thì Viettel Hưng Yên triển khai hàng loạt các cái chính sách để hỗ trợ khách hàng cũng như nhân dân. Từ khi mùa dịch xảy ra đến nay thì với các cái doanh thu cũng như số lượng khách hàng mà đang sử dụng của dịch vụ của Viettel Hưng Yên thì hiện nay là số lượng doanh thu chúng tôi đều tăng trưởng. Những ngày này, các cửa hàng phục vụ ăn uống, đồ dùng thiết yếu đã thay đổi phương thức kinh doanh bằng cách áp dụng bán hàng online, dịch vụ ship hàng, giao hàng tận nhà. Bên cạnh đó, một số hệ thống chuỗi cửa hàng cũng tiến hành mở thêm chương trình tặng khẩu trang, nước sát khuẩn, hỗ trợ bảo hiểm cho người mua hàng. Qua cái đợt dịch Covid-19 này thì cái lượng khách đến cửa hàng thì không đông như trước, mà thường người ta chỉ gọi điện mình ship đến. Cái lượng khách mà yêu cầu ship là tăng từ 3 đến 4 lần trước kia. Ngoài ra, ở các trạm thu phí cũng tăng cường triển khai thu phí không dừng, hạn chế giao tiếp tập trung đông người. Với những cách làm nhanh nhạy hiệu quả, các doanh nghiệp cửa hàng đã và đang thích ứng với những khó khăn do dịch bệnh kéo dài. Thị xã Mỹ Hào đang tập trung phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng nâng cao chất lượng con giống và đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ vậy đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Những năm qua, các xã phường đã giúp các hộ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư trang thiết bị như máy sục khí, quạt nước, máy tạo oxy. Diện tích nuôi thủy sản hầu hết là cá thương phẩm như cá chấm, cá chép, cá mè. Chỉ tính riêng năm 2019, tổng sản lượng thị xã Mỹ Hào là gần 1.600 tấn, doanh thu đạt gần 50 tỷ đồng. Điển hình như hộ ông Đặng Văn Doanh, xã Xuân Dục với diện tích hơn 1 mẫu, anh Trần Dũng, phường Phan Đình Phùng hơn 2 mẫu đều cho lãi từ 200 đến 300 triệu đồng mỗi năm. Điều khúc được mùa mất giá những năm qua, hết giá nhãn rồi đến cam, và năm nay là giá chuối xuống thấp, khó tiêu thụ, gây thiệt hại lớn cho ngành nông nghiệp nói chung và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhiều hộ nông dân. Những buồng chuối mà chỉ năm trước có giá hàng trăm nghìn đồng và tiêu thụ thuận lợi, thì vào giữa tháng 2 năm nay, nông dân để mặc chín rụng trên cây. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chuối Tây không xuất khẩu đi các nước được. Trong khi lúc đó lại là chính vụ thu hoạch chuối, thị trường trong nước tiêu thụ có hạn nên giá chuối xuống thấp. Gia đình anh Nguyễn Văn Thịnh ở xã Đệ Tập, huyện Khoai Châu là đầu mối thu gom chuối Tây để xuất khẩu sang Trung Quốc. Nếu thời điểm này năm trước, mỗi ngày gia đình anh xuất hàng chục tấn, nhưng năm nay vụ chuối đã thu hoạch từ lâu nhưng sản lượng chuối xuất khẩu lại rất ít. Hôm nay nhà tôi mới là cân buổi đầu tiên. Thì giá hiện trạng được có 3.500, trong đó lại đang cân ở cái mức độ không chế. Cái chuối này thì phần chính là chúng tôi nhập qua Trung Quốc, qua cửa khẩu Tân Thanh đấy. Nhưng mà họ là đang dịch chắc thì là họ không cho sang. Ngoài cây chuối, nhìn lại năm 2018, khi nhãn được mùa thì giá thường xuống thấp. Năm 2019, giá cam Hưng Yên chỉ ở mức trung bình 15.000 đồng một kg. Nguyên nhân là do các loại nông sản này sản xuất quảng canh, manh mún, không theo vùng tập trung, thiếu liên kết giữa sản xuất với thị trường. Việc áp dụng khoa học kỹ thuật còn hạn chế, nên chất lượng và mẫu mã chưa cao. Dân làng mà làm nhỏ lẻ manh mún nên là ai cũng muốn ào ạt bốn bả. Họ không theo trải vụ là một, hai nữa là bây giờ làm manh mún ít, xong rồi thì chất lượng không đạt được, thì thương lái đến thì ai cũng muốn gọi bán trước, nên là cuối cùng thương lái ép giá nên là bị mất giá ở cái chỗ đấy. Tiêu thụ ở nội địa ấy, thì nó chỉ một số những cái sản phẩm nó đặc sản, chẳng hạn những cái sản lượng nhãn làm chất lượng tốt thì mới đưa trong thị trường trong nước được. Còn ngoài ra thì mình vẫn phải đưa vào làm long nhãn. Mà long nhãn thì cái đầu ra mình không được chủ động. Cùng với các yếu tố khách quan như thiên tai, dịch bệnh, thì thực tế trên cho thấy người nông dân sản xuất ra không biết mình sẽ bán sản phẩm đi đâu. Hầu hết tất cả vẫn dựa theo kinh nghiệm, thói quen. Khi thiếu mối liên kết chặt chẽ giữa sản xuất và tiêu thụ, khi không có hợp đồng bao tiêu ổn định thì rất dễ dẫn đến câu chuyện được mùa mất giá hoặc khủng hoảng thừa là khó tránh khỏi.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai, chúng tôi sẽ đề cập đến một số giải pháp để từng bước khắc phục tình trạng được mùa mất giá như thời gian vừa qua. Xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục không có điểm dừng, các xã ở huyện Tiên Lữ luôn nỗ lực hoàn thiện và nâng cao hơn nữa các tiêu chí. Đến nay, hai xã của huyện đã cơ bản hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao là Nhật Tân và Hải Triều. Sau 6 năm được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Nhật Tân đầu tư kinh phí và tranh thủ các nguồn được gần 50 tỷ đồng để nâng cấp xây mới, tiêu biểu là dãy phòng học 3 tầng, trường trung học cơ sở, trạm y tế, trường mầm non và nhà văn hóa thôn Linh Hạ. Làm mới được thêm 20 tuyến đường ngõ xóm và đầu tư 14 tỷ đồng làm đường ra đồng. Khi về đích nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã mới đạt 26 triệu đồng một người trên năm, đến nay đã tăng lên 45 triệu đồng một người trên năm. Xã đã làm các cái thủ tục để được đề nghị trên công nhận là xã nông thôn mới nâng cao vào trong năm 2020. Mục tiêu phấn đấu là đến năm 2023 thì xã sẽ về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Với phương châm là có đến đâu chúng tôi xây dựng đến đó, và xây dựng là vững chắc, chú trọng nhất là đảm bảo sự hài lòng của người dân. Xã Hải Triều về đích nông thôn mới năm 2017 đã tạo những tiền đề thuận lợi để xây dựng nông thôn mới nâng cao. Xác định nhà nước và nhân dân cùng làm, xã đã vận động người dân đóng góp 25 tỷ đồng để làm mới 4 km đường trục xã và hơn 20 km đường thôn xóm, hơn 100 hộ dân hiến đất và hàng nghìn ngày công lao động. Tiêu biểu như ông Đoàn Mạnh Phổ ủng hộ trên 1 tỷ đồng để xây dựng các công trình, ông Nguyễn Văn Khuyến hiến hơn 100 mét vuông đất. Người dân năng động trong phát triển kinh tế, toàn xã có hàng trăm trang trại gia trại cho hiệu quả kinh tế cao, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên, đến nay 100% hộ dân đã được sử dụng nước sạch. Từ khi xây dựng nâng cao nông thôn mới đến nay thì nói chung là thôn chúng tôi có nhiều chuyển biến, có nhiều triển vọng, đường xá thì quang đãng sạch sẽ, đời sống rất là tươm tất. Chính ra là những người dân người ta đóng góp rất là lớn, không nghĩ rằng cái chuyện là thiệt thòi, mà người ta nghĩ rằng là bây giờ nông thôn đổi mới, được đường xá đi lại quang đãng sạch sẽ là người ta thấy phấn khởi. Kinh nghiệm chúng tôi cho thấy thì trước hết là phải có sự đoàn kết thống nhất cao từ trong đảng, trong chính quyền và nhân dân, mọi sự lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện thì đều phải có cái sự thực hiện tốt cái quy chế dân chủ. Vì vậy mà mọi lĩnh vực trong phát động các phong trào đều được cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng cao và đạt được kết quả tốt. Xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao sẽ là tiền đề để mỗi địa phương xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới, góp phần xây dựng huyện Tiên Lữ trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay. Trong 3 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã phát hiện xử phạt trên 6.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện ra quyết định xử phạt 6.407 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền gần 8 tỷ đồng, tạm giữ 1.605 phương tiện, tước 630 giấy phép lái xe các loại. Trong đó, kết quả xử lý vi phạm về nồng độ cồn 317 trường hợp, phạt tiền gần 1 tỷ 500 triệu đồng. Lực lượng thanh tra giao thông phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 69 trường hợp, xử phạt trên 574 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 19 trường hợp. Tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 43 vụ, làm chết 35 người, bị thương 23 người, tăng 2 vụ so với năm 2019. Chỉ trong vòng 5 ngày, từ ngày 24 đến 28 tháng 3, trên địa bàn xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, liên tiếp xảy ra 3 vụ mất trộm xe máy, với tổng tài sản ước tính gần 80 triệu đồng. Cụ thể vào ngày 24 tháng 3, gia đình ông Lê Văn Tài, thôn Trúc Đình, bị kẻ gian phá khóa cổng vào lấy trộm hai xe máy Dream mang biển kiểm soát 89K90908 và 89AA08259, tổng trị giá trên 30 triệu đồng. Tôi mất hai cái xe máy liền một lúc của chúng tôi để trong nhà rồi mà không an toàn như này, là chúng tôi mong các cấp chính quyền địa phương với lại các cấp trên là làm sao mà dẹp được để cho chúng tôi yên tâm làm ăn cho nó ổn định. Tâm lý cho chúng tôi khỏi phải hoang mang. Tiếp đó, đến ngày 28 tháng 3, gia đình ông Lê Văn Hứng, thôn Trúc Nội bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy Way biển kiểm soát 34B3
60562 trị giá gần 19 triệu đồng. Cả hai vụ mất trộm xe máy đều xảy ra vào khoảng thời gian từ 1 đến 3 giờ sáng. Trước tình hình trên, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng và chính quyền sở tại trong việc tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, cảnh báo người dân về phương thức thủ đoạn, thời gian ở những nơi tội phạm thường gây án để người dân chủ động phòng ngừa, thì người dân cần tự nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác, bảo vệ tài sản để không xảy ra các trường hợp mất trộm xe máy tương tự. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.